Chiều ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình Kids and Family TV VTC11 đã họp báo về chương trình Nhí Tài Năng 2016. Đây là năm thứ 3 chương trình được VTC11 tổ chức. Nhí Tài Năng 2016 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò giám khảo, sản xuất, dàn dựng. Trong đó có diva Mỹ Linh, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, biên đạo múa Tuyết Minh, đạo diễn Hoàng Công Cường và người dẫn chương trình Thanh Vân Hugo. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 500 triệu cùng nhiều phần quà hấp dẫn cho người thắng cuộc. Đặc biệt, quán quân của cuộc thi còn có cơ hội học tập trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hàn Quốc do công ty giải trí Jinsun Entertainment tài trợ. Trước đó, trong mùa giải 2015, em Mai Thùy Anh đã xuất sắc giành giải quán quân tài năng nhí. Đặc biệt, năm 2014, năm đầu tiên chương trình được tổ chức, em Nguyễn Trọng Nhân đã giành quán quân với phần thi đánh trống ấn tượng. Cách đây ít tuần thì thần đồng đánh trống Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục trở thành quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam Got Talent 2016.